Chào mừng anh chị và các bạn quay lại với kênh Tiếng Anh Gravai nha. Anh chị hãy và các bạn hãy đăng ký bên dưới theo dõi những clip liên quan đến ngoại ngữ tiếp theo của tôi, Tiếng Anh Gravai. Thì hôm nay chủ đề sẽ liên quan đến tiếng Đức. Tiếng Đức là những quốc gia nào ở châu Âu thì họ sẽ nói tiếng Đức. Và là trong quá trình trải nghiệm thì tôi đã được may mắn được nói chuyện với những người ở quốc gia nào nói tiếng Đức đấy. Thì là tiếng Đức thì bây giờ tôi thấy nó ngày càng phát triển. Thì sau tiếng Anh thì tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn là những cái thứ tiếng mà người Việt Nam tôi thấy là rất nhiều người học. Nhưng mà những cái thời điểm hiện tại này là tiếng Đức thì tôi thấy nó mới nổ. Còn tiếng Pháp thì cũng lâu rồi đấy. Thì tiếng Đức thì là theo thống kê tôi đọc mà tôi tìm hiểu ở trên mạng thì là sẽ có những nước này nói tiếng Đức. Ví dụ như nước Đức này, nước Thụy Sĩ này, nước Áo này, nước Luxembourg hoặc là nước Liechtenstein đấy. Thì Thụy Sĩ thì cũng tùy vùng, Thụy Sĩ tùy vùng, nhưng mà gần như là những người Thụy Sĩ tôi từng gặp ấy, theo thống kê ở trên Google, trên Wiki ấy, thì là khoảng 70% người Thụy Sĩ nói tiếng Đức. Nhưng mà gần như là những người Thụy Sĩ nào tôi gặp thì họ cũng nói tiếng Đức. Thì bên cạnh đó thì người Áo thì người ta cũng nói tiếng Đức. Áo thì trong tiếng Anh là Austria, ở trong tiếng Đức là Österreich, đúng không? Nhưng mà người Áo nào thì tôi gặp thì là họ nói tiếng Đức. 100% người Áo tôi gặp họ nói tiếng Đức. Thế người Đức nói tiếng Đức thì 100% rồi. Đấy. Bên cạnh đó nước Luxembourg hay nước Liechtenstein, Luxembourg thì họ sẽ còn nói cả tiếng Pháp nữa, tùy vùng nữa. Nước vùng tùy vùng, vùng nào nó gần thì nó giáp cái vùng Đức thì họ sẽ nói tiếng Đức. Còn vùng nào giáp tiếng Pháp họ sẽ nói tiếng Pháp. Đấy. Nó liên quan rất là mật thiết đến cả vấn đề địa lý nữa, kiểu như ở gần cái biên giới ở nước nào thì họ sẽ nói tiếng đấy nó cao hơn. Đấy. Lần trước thì tôi ở gặp người Bosnia Herzegovina, một cái vùng ở Nam Tư cũ thì phải. Anh này thì cũng nói tiếng Đức, đấy, chắc là anh ấy sống ở Đức. Đấy. Thì những thứ nhất là những người nói tiếng Đức là nước Đức này, Áo, Thụy Sĩ này, Liechtenstein này, một cái nước châu Phi thì tôi nhớ không nhầm là Namibia này nói tiếng Đức. Thì bên cạnh đó thì những người nào sống ở Đức, làm việc ở Đức thường thường họ sẽ phải học tiếng Đức mà họ có cái bằng nghề chẳng hạn. Để có thể ở đấy và làm việc công tác tại đó thì họ sẽ cũng nói tiếng Đức đấy. Thế đừng hỏi vì sao, là ví dụ những người Anh hay người Hà Lan hay người Pháp người ta nói tiếng Đức thì đơn giản họ sống ở quốc gia đó thôi. Họ sẽ làm quan cái thứ tiếng đó và họ sẽ thi cái bằng đó và họ làm việc công tác ở nước Đức chẳng hạn đấy. Và tiếng Đức thì tôi thấy rất là khó. Phần thứ hai tiếng nữa rất là khó. Thì tôi học tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha cũng thế thôi. Nhưng mà đối với tôi tiếng Đức thì nó khó hơn những thứ tiếng tôi học. Khó nhất vì làm sao, vì nó có ba giống để đi đắt. Và đôi khi ngữ pháp thì nó đôi khi nó có thể là theo nguyên tắc mà đôi khi nó không theo nguyên tắc đấy. Và có nhiều khi thì động từ nó vứt thẳng xuống cuối câu đấy, động từ vứt thẳng xuống cuối câu đấy. Và đôi khi có những cái gọi là có những cái đi đắt hay accusative, nominative, dative. Thế tôi hỏi đôi khi người bản địa người ta lại không giải thích được đấy. Đôi khi nó là sinh ra thứ tiếng nó đã sinh ra như thế rồi, nhiều khi là không giải thích được. Mình học thôi. Là thế thôi, đôi khi là chỉ học và nhớ thôi. Chứ đôi khi nó có những cụm từ, có những cái giống mà nó không có nguyên tắc gì cả. Tất nhiên là sẽ có cái nó có nguyên tắc, nhưng tất nhiên là sẽ có cái nó không có nguyên tắc. Anh chị học tiếng Đức anh chị sẽ hiểu vấn đề này hơn. Đấy. Thì hôm nay làm ngắn gọn video đơn giản thôi là những nước nào nói tiếng Đức thì là đấy, tôi đã đề cập Đức, Áo, Thụy Sĩ rồi, Liechtenstein. Đấy thì tôi theo tôi thì tiếng Đức sắp tới nó sẽ càng ngày nó càng mới. Nó đã và đang sẽ phát triển rất nhiều người học đấy. Chúc anh chị học tiếng Đức và tiếng Anh hiệu quả anh chị nhé.